Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ. Xuất sắc thật sự không hề gai mắt. Càng là người xuất sắc, càng có một trái tim bình dị, tài năng xuất chúng đến một mức độ nhất định nào đó. Ngược lại, càng giản đơn sống giữa mọi người. Có lúc, hoa không cần nở quá rộ. 14 năm trước, khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã gần kết thúc, Tổng Giám đốc A, một khách hàng rất quan trọng của công ty, dẫn theo vợ và con đi du lịch bằng xe tự lái. Trên đường về có chạy ngang qua thành phố của chúng tôi, đã gọi cho chị sếp của tôi ngay lúc đó. Họ không những hợp tác làm việc hết sức suôn sẻ và quan hệ cá nhân cũng rất thân thiết. Xét về công và tư, sếp tôi đều lên nhiệt tình khoản đãi.